Tiếp tục thông tin về vụ rơi trực thăng trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tính đến 16 giờ ngày hôm qua, cơ quan chức năng đã tìm thấy hộp đen và tích cực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành hỗ trợ các gia đình có người thân gặp nạn. Chiều qua, lãnh đạo một số đơn vị sở ngành thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã trao các khoản hỗ trợ cho thân nhân các nạn nhân gặp nạn trên chiếc máy bay trực thăng Bell 05, đồng thời thống nhất phương án đưa thi thể nạn nhân về an táng. Có một nạn nhân trong vụ tai nạn thì tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ là 20 triệu đồng trên một nạn nhân. Thế chúng tôi thì cũng đã triển khai cái việc hỗ trợ kịp thời đến tận tay các gia đình, hỗ trợ là các cái thủ tục pháp lý cần thiết để cho gia đình thuận tiện nhất. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã giao các đơn vị sở ngành có liên quan tiếp tục khẩn trương thực hiện, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng của các bộ, cơ quan địa phương liên quan, tập trung tìm biện pháp và quy động lực lượng phương tiện khẩn trương tìm kiếm người bị nạn nhanh và hiệu quả nhất.